Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là luộc rau dền ngon các bạn nhé. Đây giờ mình đun nước sôi lên, mình sẽ cho rau dền sẵn vào các bạn nhé. Mình luộc. Rau dền này mình nhớ lát mình sẽ cho một xíu muối vào. Cho rau dền xong. Như là rau của mình sôi. Mình sẽ chờ một đoạn các bạn nhé. Rau rau mình nó chín vàng. Đây các bạn nhìn nhé. Nước rau của mình có rau dền đỏ lắm. Nên là màu đỏ các bạn. Rau này thì ăn rất là bổ máu các bạn ạ. Mùa hè mình thích là nấu rau dền luộc ăn cho thanh đạm, có thể bổ máu nữa. Đấy. Đây, cái rau dền của mình được rồi, mình sẽ cho mình chín vào. Đấy, xong tắt bếp đi. Vậy là mình đã luộc xong rau dền. Giờ mình sẽ cho rau dền vô bớt ra. Rồi đi. Chúc các bạn thành công nhé. Đây các bạn ơi, đây là rau dền mình luộc xong. Màu rau dền xanh. Đấy.